Ok, chào mừng các anh chị trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị định dạng một cái ô ha nè. Nhưng mà ở đây chúng ta định dạng thêm text, thêm chữ vào một cái ô nào đó trong cái bảng tính của chúng ta. Thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ cụ thể các bạn nhìn trên màn hình. Thì ở đây chúng ta trong một cái bảng tính nào đó nha, tôi có một số liệu như sau, tức là chiều dài, chiều rộng. Thì thông thường khi chúng ta lập cái chiều dài chúng ta đánh bên này, còn cái ô này chúng ta sẽ nhập số liệu, bên này là đơn vị, thì chúng ta nhập số liệu ví dụ như 300, 200, ok. Đó. Bây giờ trong cái bài hướng dẫn, cái bài chia sẻ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị chúng ta bỏ đi cái dòng đơn vị này. Đó, chúng ta định dạng cái đơn vị nằm trong cái hai cái cột dữ liệu này luôn. Định dạng hai cái ô này nó xuất hiện cái dòng đơn vị tính hay nè. Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Bây giờ các bạn chọn cho tôi hai cái ô cần định dạng, sau đó nhấn Ctrl 1 nè. Cái hộp thoại format cell, sau đó cho tôi cái tab number, kéo xuống chọn custom, qua phía type bằng đánh số 0 đó, đánh con nháy nhập mili nè. Đó, các bạn nhìn lên phía trên thì nó có preview, symbol đây giống như preview để cho chúng ta nhìn thấy trước nè. Thì nó đã thêm cái dòng đơn vị mili vào đó, sau đó chúng ta nhấn ok. Thì bây giờ kết quả các bạn nhìn thấy đây, nó đã xuất hiện đơn vị phải không nè, nó cùng trong một cái ô dữ liệu ban đầu. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhập thôi, đây thôi xóa hết nè, xóa luôn. Ví dụ như chúng ta nhập 100, ok, thì nó xuất hiện 900 mili, chúng ta không cần phải nhập dụ mili nữa, mất nhiều thời gian. Đây 500 đi, đó, không cần. Vậy thì khi mà chúng ta làm như thế này, có những cái hữu ích là chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm về cái cách, tức là cái không gian hoặc là cái cách trình bày trong một cái bản tính nó sẽ gọn hơn. Nếu mà chúng ta trình bày một cái dòng đơn vị riêng thì nó sẽ chiếm cái bản tính chúng ta, nó sẽ cồng kềnh. Như vậy chúng ta định dạng chung vào trong một ô thì rất là gọn, nói chung rất là gọn, cái bản tính chúng ta nó sẽ ngắn gọn và nó dễ sử dụng nữa. Ok, rất là đơn giản, các bạn muốn nhập bao nhiêu cũng được. Nhập. Còn bây giờ muốn thay đổi thì bạn cứ vào định dạng thôi, thay đổi chỗ này, muốn mét thì thành mét, ok. Muốn mét thì ra mét, muốn cm thì chúng ta nhập vào, ok. Cái đơn vị nào thì các bạn có thể nhập vào rất là nhanh. Tôi rất là khuyến khích cho các anh chị sử dụng theo cái cách định dạng này khi mà chúng ta lập các cái bảng tính có đơn vị kèm theo. Như vậy là cái bài chia sẻ kết thúc tại đây. Nếu anh chị nào cảm thấy cái video của tôi hữu ích thì có thể đăng ký kênh, nút subscribe để nhận được những cái bài chia sẻ tiếp theo. Thì cuối cùng là chúc các anh chị thành công.